Vâng đấy, thì tiếp tục tới gọi là cái phần nó gọi liên quan tới data engineering, liên quan tới clip tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ gọi như là review liên quan tới gọi là tạo một cái pipeline nói chung này, và chúng ta giải thích những cái pipeline đấy nếu mà như các sếp hay là những các bạn chuyên gia nào nếu có hỏi đúng không ạ, thì tôi cũng sẽ đưa ra cho các bạn xem cái mẫu một số các pipeline và một số những cái bài, một số những cái giả định chúng tôi đã làm từ xưa đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ practice một chút về map reduce programming đấy. Thì đúng rồi, một số các bạn cũng hỏi là ơ thế tại sao bây giờ em phải luyện tập map reduce mà em không 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 luyện câu SQL rồi em không luyện những cái khác đấy. Thì ở đây thì tôi có tổng kết cho các bạn một số những các cái gọi là những cái gì mà các bạn nên lưu ý trong một cái chặng đường dài làm data đấy, các bạn phải xem nhé. Bắt đầu từ ingestion rồi transform rồi đến lake này, xong rồi lại transform lại này, đến warehouse này, rồi đến distributed query, rồi visualize, prescriptive hoặc là AI đấy. Thì tất nhiên là nếu mà nói gọn, tinh gọn nhất ấy, thì cái nghề data engineering ấy thì nó là nghề bao phủ trước khi nó làm những cái gì liên quan tới data analysis đấy. Thì trước khi data analysis thì sẽ phải có là gì ạ? Storage, measurement, cleaning, phải speed, performance, optimize, phải collection, ingestion. Vâng. Đơn giản như vậy thôi. Thế nếu mà nói từng cái bục đơn giản như vậy thì chúng tôi sẽ được đấy. Nhưng mà nói chi tiết hơn, tức là nói đến cái phần nó gọi là vậy pipeline nếu nêu chung của chúng tôi đây nhé. Đây là tôi đang nói và pipeline nói chung, và từ dữ liệu bé, dữ liệu vừa cho tới các bạn có thể xử lý hàng terabyte dữ liệu lớn. Thì ở đây chúng tôi chỉ mong mỏi các bạn là các bạn nếu mà các bạn donate thì chúng tôi có thể share một chút về một số những cái gợi ý về cái cách mà người ta phân tích dữ liệu cũng như là chuẩn bị cho chu trình dữ liệu phân tích từ những cái phần mà ví dụ chẳng hạn như là đơn giản nhất đúng không ạ, ví dụ như R đấy, ví dụ như là các bạn chỉ dùng Python thôi, Excel thôi, cho đến khi các bạn implement warehouse rồi các bạn gọi là sản xuất ra những cái cơ sở hạ tầng lớn đấy. Ví dụ đây chúng tôi gợi ý hai cái đấy ở trong cuốn sách, nó gọi là Big Data Hadoop Pro và cái cuốn nó gọi là Implement SQL Warehouse đấy, Big Data Hadoop Pro đấy, và thứ hai là Implement Warehouse. Còn tất nhiên là chúng ta vẫn phải implement từng những cái ví dụ chẳng hạn như là tôi use Spark này đúng không ạ, hay là tối ưu streaming đấy, ví dụ chẳng hạn dùng Storm bây giờ là Heron, hay là Kafka nhưng bây giờ là Samza đấy. Ok nào, thì bây giờ đấy là sách hướng dẫn và view, thế còn bây giờ thực tế thì như các bạn biết đấy, tức là môi trường phân tích cấu trúc dữ liệu các thứ là rất là nhiều đấy. Thì hỗ trợ các anh làm những cái đó thì chúng ta cần phải quen dần với những khâu như thế nào đấy, các anh chị đi theo đường chéo nhé. Vâng đấy, nào đầu tiên chúng ta nói cái phần nó gọi là cấy tích hợp vào cơ sở dữ liệu hiện tại, hay là những cái log file hiện tại, hay là những cái trang Twitter set get đấy. Thì điều này nó thể hiện rõ nhất ở cái bài mà tôi nói về data crawling đúng không ạ. Thì bây giờ anh chị có thể nói rằng là ô thế bây giờ nếu mà tôi cần một cái API mà đây nó tự động lấy HTML ném về, tức là tôi không phải là người sở hữu cái phần mềm đó nhưng tôi muốn lấy data nó về để tôi phân tích, thì tôi nghĩ rằng là không ai có thể cho anh chị biết làm cái được, thì bắt buộc anh chị phải làm gì ạ, anh chị viết API đấy. Như cái tôi đang làm như này là viết service API để có thể tự móc, tự ném vào, tự bắn ra, hoặc cái ứng dụng đó phải throw out ra API cho anh chị lấy về. Anh chị lấy về nhé, thì có thể từ qua NiFi, Samza, Airflow, Flum đấy. Thế còn bây giờ ấy, nếu người ta không cho API thì tất cả những cái Flum, Airflow, NiFi, Samza, Heron coi như là đại bại, tôi nói thật luôn, bởi vì tức là chúng ta phải phối hợp hai bên đấy, thì mới gọi là tất cả những cái nơi mà dạy các bạn mà liên quan đến Airflow, NiFi, Samza mà ở cái khâu ingestion nhé, tôi nói nhắc lại ở cái khâu ingestion, tức là chúng ta đang cấy ghép vào hệ thống để chúng ta lấy data ra, ví dụ chẳng hạn chúng ta lấy log thì chúng ta lấy Flum hoặc là NiFi, nhưng mà log người ta có cho phép đâu đúng không, người ta có cho open cái gì để lấy không có. Thế thì đấy nó gọi chúng ta gọi là crawl, crawl thì anh tự phải viết service, tự viết API. Thế còn trường hợp server đó, hệ thống đó cho anh chị đấy, đây thì khi đó chúng ta mới làm phân biệt là lại đúng không ạ. Thì ở đây thì chúng ta sẽ nói sơ qua, sau này chúng ta nói rõ hơn nhé. Ở đây chúng ta nói sơ qua này, thứ nhất nếu mà anh chị, người ta cho phép anh chị vào database đúng không ạ, database tất cả các thể loại luôn, thì anh chị nhanh nhẹn cho tôi lấy scoop. Vâng, bởi vì
Scope là nói ngắn gọn nhất này, là cái mà chuyển đổi data từ database dạng tabular đấy, đúng không? Database đấy ném sang dạng HDFS rất là nhanh. Nhưng mà vấn đề thằng Scope nó yếu một cái là nó không thể nào gọi như là tự động trigger, tức là khi database thay đổi thì nó tự động lấy được, đúng không ạ? Nó dẫn đến thì lại phải scheduler, lại phải real time. Nhưng thì chúng ta lại quay trở lại sang Samza và Heroin. Samza và Heroin, Samza là cái nâng cấp của Kafka nhé, vâng. Heroin là nâng cấp của Storm, anh chị biết rồi đúng không ạ? Đây. Storm, vâng. Quên mất. Apache, đấy, vâng. Đây là ứng dụng mà có thể là streaming real time, tức là có cái gì update thì nó sẽ chuyển đi luôn, đồng thời xử lý transform luôn. Vâng, đấy. Và Kafka, cái Kafka này chắc là anh chị hiểu hiểu nhất nhiều rồi, tức là đây là ứng dụng là chỉ chuyển đổi data, chuyển đổi message như kiểu pub sub đấy, bình thường nó không xử lý ở ở bên trong nhé. Vâng, thậm chí nó còn không biết cái gì chuyển đi luôn đấy. Vâng, đấy. Thì cái nâng cấp của Kafka đó là Samza và cái nâng cấp của Storm đó là Heron đấy. Không, anh xong sao anh chị cài vào Heron hay Samza apache.com này đấy. Thế còn Airflow và NightFile thì nó hơi cao cấp hơn một chút, bởi vì đây đây là những cái hệ thống mà nó quản trị những cái chu trình, và quản trị những chu trình. Samza và Heron chỉ là chu trình. Như vậy tóm lại là gì ạ? Nếu mà anh chị muốn một cái package chọn gói và quản lý chu trình thì anh chị dùng NightFile và Airflow. Còn nếu anh chị muốn phải coding các thứ thì anh chị phải dùng ba cái Flame Scope, Samza và Heroin đấy, để mà injection. Tôi nhắc lại nhé, injection đó là cái chuyện mà các anh chị móc vào cái nơi để anh chị lấy ra ấy. Ví dụ log file, ví dụ ảnh, ví dụ như là database, ví dụ như là HTML đấy, đúng không ạ? Rồi crawl data nhưng của mình đấy, thì chúng ta phải phải viết API crawl thôi đấy, đúng không ạ? Không còn cách nào khác. Thế thì có một cách khác nữa, đó là gì ạ? Anh chị móc vào Google Search các thứ, Bing Search như tôi dạy trong bài trong data crawling đấy, thì cái này thì nó cũng là cái kia thôi ạ, tức là nó cũng là việc crawl đấy, đúng không? Tức là quan trọng là anh chị đang lấy bằng cách không phải chính thống đấy, thì nó sẽ gọi là crawl đấy. Cho nên là cái này là không khác gì. Và để hỗ trợ cái đống này thì anh chị có Java, Python, Scala, R tôi không biết, nhưng mà hình như là R cũng không support hộ cái này đấy, đúng không? Xóa đi. Vâng, đấy. Tiếp theo đó là sau khi anh chị móc được rồi thì cái quan trọng tiếp theo đó là anh chị phải transfer nó đi. Tức là ví dụ tôi nói ví dụ chẳng hạn như là sau khi chúng tôi có dữ liệu, chúng tôi transfer đi Scoop, đúng rồi, rất tốt nếu mà database không, nhưng mà đôi khi người ta không dùng Scoop, Scoop chỉ là việc đơn giản móc vào, ném vào riêng về các loại table data thôi. Thế nhưng bây giờ chúng ta hay làm phổ biến đó là Spark Streaming đấy, Samza, Heroin, NightFile, Airflow nhé, đấy. Tức là chuyển theo luồng chúng nó về đây, đấy. Thì mỗi cái này có những cái đặc biệt khác nhau, Ví dụ đấy, chẳng hạn như là Airflow thì là nó mang tính chất là fault tolerant những các cái session về phía luồng chạy, đúng không ạ? Tức là bao nhiêu luồng, bao nhiêu chạy quản lý, bao nhiêu lớp, bao nhiêu lần, bao nhiêu tree đấy, đấy. Nhưng mà NightFile thì đơn giản không phải là cái kiểu dạng như scheduler như Airflow đấy. Thì NightFile thì đơn giản chỉ là processing data, tức là nó muốn biến đổi từ này làm cái gì sang cái gì đấy. Thì NightFile có kèm theo biến đổi nữa, Airflow cũng kèm theo biến đổi đấy, nhưng mà NightFile không phải là scheduling luồng hay chu trình như thế. Thế còn trái lại Heroin và Samza thì hai cái này đã được nâng cấp từ Kafka và Storm, cho nên là nó đều có quá trình nó gọi là quản trị luồng và processing luôn data đấy. Ví dụ như anh chị muốn bỏ bớt cái quả null, đúng không ạ? Nếu anh chị muốn chỉ lấy những cái có đầy đủ dữ liệu, nhưng anh ví dụ chẳng hạn như anh chị có đầy đủ mặt người đấy, đúng không ạ? Thì Spark Streaming khác với Samza và Heroin là nó cũng đầy đủ chương trình thế, nhưng mà nó không phải là real time, đúng không ạ? Nó chỉ là micro batch thôi, batch processing thôi. Nhưng mà batch và micro batch processing cũng là tuyệt vời lắm rồi đấy. Thế thì qua cái đến cái đoạn đó chúng ta đến sang cái phần nó gọi là transfer đấy. Thế thì transfer như thế này thì chúng ta sẽ có một cái, nó sẽ đưa ra một cái đó là đưa qua ống, thì chúng ta sẽ phải qua những cái thằng nó gọi là transform một chút. Ví dụ tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là không phải chỉ đơn giản là kết quả null biến đổi A đến B hay là map, đúng không ạ? Mà chúng tôi lại muốn là gì ạ? Phân loại theo trí tuệ nhân tạo một chút, tức là đưa cái API từ con Raja ra để mà phân loại luôn câu chuyện này nói về cái gì. Tức là thay bằng việc chúng ta lưu một trang tin A4, chúng ta chỉ lưu những cái cụm từ đặc trưng của chúng A4 đấy thôi. Đấy thì anh phải dùng một con bot NLP chứ, đúng không ạ? Hay là không phải lưu những cái ảnh mà ảnh nào cũng lưu, mà đối đối những có ảnh không có đối tượng đấy cũng lưu, thì anh phải dùng một cái API của OpenCV, đúng không ạ? Để anh có thể là nhận diện hình ảnh ra một chút, đấy sao anh mới lưu.
hoặc là anh sẽ phải cắt ảnh đi, thu nhỏ ảnh lại. Đấy thì một công cụ xử lý ảnh đơn giản và transform ảnh thì chúng tôi hay dùng ở OpenCV. Tất nhiên bạn có thể dùng công dụng khác nhé. Đấy. Và ngôn ngữ Outline cái này thông thường chúng tôi dùng Java. Đấy. Tiếp theo nữa đó là đúng rồi, bạn có thể dùng cái này bằng Python nhé. Vâng đấy. Tiếp theo nữa là sau khi các bạn gán ghép những cái này vào này, transform nó ra này, transform một chút này, thì các bạn sẽ đẩn nó vào lake. Lake tức là như tôi nói, đó là một cái khối data, tức là thực ra nó là một cái database đó, nhưng mà là một cái dạng data chứa hỗn tạp. Lần đầu tiên chứa đựng những cái mà bạn đã biến đổi rồi, làm sạch rồi mà đã gọi là đại loại sẵn sàng cho việc mà làm chuyển đổi cao cấp hơn sau này. Đấy. Thì thông thường cái nhóm lake này này thì chúng tôi hay để vào trong HDFS hoặc là những database dạng cột, ví dụ chẳng hạn như là Parquet, Kudu đấy, hoặc CSV đấy đúng không ạ? Đấy, thì tiếp theo nữa đó là sau khi các bạn đổ vào lake rồi đấy, thì chúng ta sẽ lại bắt đầu làm công việc thứ hai nữa, đó là công việc transform nó lần thứ hai. Thì tại sao bạn cứ bảo là ơi anh ơi, thế em làm transform bột rồi sao em bắn luôn sang warehouse thì có được không? Được, thoải mái. Nhưng mà vấn đề các bạn phải lưu ý nhé, trong quá trình từ ingestion tới transform bột, vậy là bạn đang để data trên memory, các bạn không lưu ở đâu cả. Tất nhiên tùy những cơ chế SAMZA, Heroin hay NiFi này thì nó có lưu xuống bộ nhớ phần cứng hay không đấy, tôi không rõ, nhưng mà thông thường chúng ta đang làm ở lơ lửng trên memory, chúng ta chưa lưu xuống HDD nào cả. Thế thì bài toán nó sẽ xảy ra trường hợp đó là sau khi bạn không lưu thì bạn chỉ có thể làm xong cái task đó vào warehouse thôi. Đấy. Thế còn bạn muốn làm vận lượng data đó và làm một task 2. À, task 3 đúng không? Ví dụ làm cho ông Việt Nam hiểu nhưng mà làm cho ông Thái Lan, ông Mỹ, ông châu Âu hiểu đúng không ạ? Thì nó lại một task khác, thì chúng ta phải lấy data ở đâu? Chúng ta lại từ đầu à? Chúng ta lại ingestion từ đầu à? Không. Thì khi đó nó phải có một cái nơi để lưu sẵn những cái raw data. Đấy đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn như là ảnh để ở file rồi rồi để mà link ảnh vào trong lake đúng không ạ? Đấy. Parquet có thứ cũng để trong lake, Parquet thực ra là một file đúng không ạ? Sẽ về là một file đấy, thì đến đến mức cái bộ độ này tức là chúng ta sẽ lấy những cái cần thiết để chúng ta transform cho bài toán business tiếp theo. Đấy. Thế còn như cái clip trước ấy, về phía data analysis ấy, thì chúng tôi cũng đã nêu với rõ rồi các bạn là giữa data lake và data warehouse là những hai mục tiêu khác nhau, một cái để raw data, sắp xếp data hỗn độn, một cái là để diện để cho data business. Nó dẫn tới tình trạng nó gọi là cái việc warehouse này thì nó sẽ là to, dày, chậm đúng không ạ, và an toàn. Đấy, to dày chậm an toàn, trong đó nó có những cái đơn vị con, ví dụ như là mát, ví dụ như là phòng kinh doanh, phòng business, phòng marketing đều có một cái mát riêng, data mát ấy, vâng, để cho làm một vụ riêng. Thì thông thường cái warehouse này người ta hay dùng trên Hive, nếu mà trên HDFS nhé, Cassandra hoặc là SQL Server hoặc là Parquet. Đấy. Thì tất cả những cái đống này này thì ông nào đó ông phải phục vụ cho tôi cái việc quan trọng nhất đây này. Tức là sau khi nhét vào warehouse nó phải làm được những cái động tác tiếp theo, đó là vậy những nơi ví dụ như là anh nhà phân tích dữ liệu data list, data science dùng CUDA, TensorFlow, dùng Power BI, Airtableau cái gì đấy bla bla bla, rồi dùng Visual là dữ liệu lớn map đi, thì anh chị phải chọc vào data warehouse và đi. Nhưng mà cái vấn đề chọc của nó khó khăn lắm, tức là chọc không phải là anh chị SQL JDBC thông thường, mà các anh chị phải đưa vào một cái hệ mà gọi là chúng tôi gọi là Parallel hoặc là distributed query đúng không ạ, tức là nó phải query nhiều luồng đấy. Ví dụ chẳng hạn như là cái này có thể làm được, ví dụ như Spark hay là Presto hay là Cloudera đấy, thì Impala đấy, thì đó mới ok được, chứ không thì chúng ta không có cái đấy thì chúng ta lại thôi ngồi gõ gõ chậm đến 20 50 phút vẫn chưa xong dữ liệu đâu. Vâng ạ. Cuối cùng là vấn đề visualize AI và prescriptive, tức là visualize data đó, dữ liệu hóa đi, AI đi, làm dữ liệu thông minh đi từ những cái nguồn dữ liệu trên đúng không ạ? Thì chúng ta có rất nhiều thứ, ví dụ chẳng hạn như là đơn giản nhất là Canvas, Vega hoặc là MapD, hoặc Tableau, Power BI, R, Python đấy, hoặc Spark hoặc là Nvidia đấy, TensorFlow để cho anh chị có thể làm những cái về bài toán trí tuệ nhân tạo đấy. Thế thì đây gần như là một cái luồng mà chúng ta phải chuẩn bị toàn bộ tất cả để cho các anh chị bên khoa học máy tính hoặc dữ liệu để làm. Cho nên là nói thật với anh chị là đối với data engineering thì nó thật là một cái gì nó rất là cực và nhiều task, nhiều cái luôn.
Chưa kể đến chuyện đó các anh chị phải làm cho tôi là xem mỗi lần transfer này phải phân luồng đúng không ạ? Phải fault tolerant, tức là những cái thằng nào chết nó phải bật lên. Đấy thì lúc đó phải chọn những cái pipe, tức là những cái ống dẫn dữ liệu nó phải ok đúng không ạ? Rồi, phải build những con bot để phải build những cái thủ tục OpenCV để mà kiểm soát ảnh các thứ đúng không ạ? Rồi lại phải build lake nữa để cho nó an toàn. Rồi lại phải build ETL transform script đấy đúng không? Bởi vì là mỗi dữ liệu vào nó phải transform lại mà. Rồi rồi lại phải thiết kế warehouse map đấy cho cái phòng nhân viên đó. Mà không những thế, phòng nhân viên nó phải là yêu cầu tiếp chúng ta xem lại đây chị anh làm câu làm SQL cho em. Đấy ví dụ thế thì cái này thì chết rồi. Đấy đúng không? Cho nên là trách nhiệm của data engineer rất là cao đấy và thậm chí nhiều việc. Cho nên tôi nghĩ các bạn nên suy nghĩ cẩn thận khi mà các bạn muốn làm cái này ở trong giai đoạn dài. Đấy. Trong nhóm này thì anh chị có thể liên quan tới cái việc đó gọi là nếu database nào có thể backup nhanh, có thể share nhanh, có thể gọi là dễ làm sửa đổi, có thể export import nhanh thì Parquet là một cái gọi là storage code rất là tối ưu, hay là HDFS có thể không cho anh chị làm mất file đấy, hoặc là chúng tôi thì hay dùng tới Mongo hoặc là CouchDB để cho nó tiện ra vào đấy. Nhưng mà tại sao chúng tôi dùng CouchDB không phải là MongoDB? Bởi vì đơn giản là CouchDB nó dễ dàng replica chúng tôi bất kỳ anytime và có thể là connect vào đó bất kỳ lúc nào, dễ hơn nhiều Mongo đấy. Thế còn đây một số các bạn thắc mắc là ơ anh ơi thế warehouse anh dùng Hive rồi anh dùng Cassandra thì anh dùng Couchbase Spark nữa. Đúng rồi, vâng, các bạn không biết rằng nhé, các bạn có thể ý ra đây là Spark này, Spark 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 Spark, gần như nó can thiệp vào any thứ ở đây. Vâng, sau đấy các bạn luôn là bởi vì Spark đơn giản là nó có một cái hệ gọi là lưu trữ data trên eMemory và tổ chức nó rất là tốt, đó là data frame và data set. Cho nên cái chuyện nó lại trở thành một cái nhóm đối tượng lưu data và có thể là nơi khác warehouse, có thể là diện distributed query vào nó để mà có thể imply bạn khi bạn kết hợp với những các cái API hosting hỗ trợ ví dụ như AK đấy ví dụ thế thì Spark lại là một cái thằng rất là tuyệt vời. Vâng đấy thì anh chị em có thể lại đưa ra thêm vấn đề là ơ thế bây giờ anh phải cho xem những cái nó gọi là dự án trước kia mà anh đã từng làm hoặc là anh đã ATL như thế nào đúng không ạ, hoặc là những cái nhóm mà trước kia các bạn hay có hay xử lý đúng không ạ. Đấy thì bây giờ chúng tôi sẽ review qua một cái dự án mà chúng tôi làm gọi là hồi xưa là chúng tôi dùng dùng Facebook để mà chúng tôi gọi là xếp hạng công dân đúng không ạ? Đấy, chúng tôi xếp hạng công dân. Đấy. Thì ở trong cái ví dụ chẳng hạn như là bây giờ account Facebook cũ của tôi đang bị khóa thì không sao, các bạn hoàn toàn có thể là vào cái đất học.net. Đấy ví dụ chẳng hạn như là bây giờ tôi không có cái bài viết đó nữa thì tôi lại vào đất học.net để tôi tìm lại cái bài viết đấy, bởi vì tôi luôn luôn lưu nó ở đây. Đấy. Các bạn cũng giống như tôi nhé, bởi vì đôi khi là tự nhiên account của mình, Facebook của mình là share bài viết trên đấy đấy thì không thấy nữa, không làm được nữa thì bây giờ chúng tôi lại vào cái này, đây bài viết chuyên sâu. Và thì trong bài viết chuyên sâu này thì nó có một cái rất nhiều những cái kỹ năng mà chúng tôi đã tích lũy lại. Ví dụ chẳng hạn như là thế này. Chúng tôi nó gọi là đây, ví dụ chẳng hạn như là đấy. Kỹ thuật gia công với dữ liệu text này đúng không ạ? Computer vision. Đây, pre processing text. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Thì trong cái quá trình mà làm cái hệ thống Facebook data đấy thì chúng tôi đã phải có những kỹ thuật cleaning rất là khó khăn. Đấy thì ở đây chúng tôi sẽ cleaning theo kiểu này. Thì đây là một cái gì ạ? Cleaning, clean tức là ở đâu ạ? Ví dụ chúng ta xem quy trình thì cleaning thì đơn giản nó là một cái ETL transform này. Đấy. Chúng tôi dùng Spark và tôi cleaning vậy sau khi chúng tôi transfer rồi pipeline các kiểu. Đấy. Thì một dự án hồi xưa chúng tôi làm đó là à đây như tôi nói đó là chúng tôi lấy Facebook để chúng tôi
xếp hạng cái công dân ấy thì nó thực sự nó sẽ xử lý như thế này. Đó là đầu tiên chúng tôi sẽ phải gọi là config một số những cái entity để chúng tôi lấy dữ liệu ra. Ví dụ như là chúng tôi phải mô đầu link là những cái gì đấy, ví dụ chẳng hạn như là người này, khi like share này đấy, rồi số lượng bạn bè my friend này đấy, thì lúc này chúng tôi mới gọi là SQL đấy ạ. Vâng đấy, thế thì một số các bạn bảo là SQL làm liên quan gì tới data engineering và data analysis đấy, bảo thì chắc nó chỉ làm một nhát cái vấn đề này thôi, tôi đã lấy dữ liệu ra. Vâng đấy, thì đây tôi đã lấy hết dữ liệu ra, sau đó chúng tôi nhét vào RDD đấy, RDD đấy, và từ đây chúng tôi bắt đầu bị chuyển từ RDD sang sang DF, đúng rồi đấy. Thì chúng tôi có 3 vòng để chúng tôi làm cái quá trình nó gọi là xếp hạng công dân đấy. Vòng thứ nhất chúng tôi sẽ set score đấy, tức là một cái hàm set score chúng tôi làm một số hàm đấy để chúng tôi sau này, hoặc là tạo ra weight trước đấy, và đấy rồi tạo ra những cái UID app like web và UID đấy, xong rồi sắp xếp cái post like comment này để gắn weight vào đấy, đây tạo ra các df like comment này đấy, sau đó thì join các cái comment lại với nhau, join like để mà chúng tôi tính ra cái số điểm trọng số, bởi vì là chúng tôi tính cái số hạng người công nhân qua cái gọi là bạn ấy share bao nhiêu, bạn like bao nhiêu, bạn có bao nhiêu friend, đúng không ạ, thì chúng tôi sẽ xếp hạng bạn ấy cao hơn đấy, kiểu như thế. Tiếp theo nữa là chúng tôi đưa ra cái vấn đề là như thế chưa đủ, tức là trong trong ví dụ 5.000 người thì chúng tôi chia ra 100 phần và thì cũng chưa đủ, thì tôi cũng sẽ lại làm vòng 2 đấy. Thế thì nhiều bạn sẽ bảo như thế này, ô anh ơi thế anh làm vòng 1, vòng 2 và tiếp tục anh làm đến vòng 3, đây đến đến vòng 2 chúng tôi lại làm tương tự như thế, thì các bạn sẽ hỏi câu hỏi là ô anh ơi thế làm vòng 1 đến làm vòng 2 thì tại sao anh phải làm thế, bởi vì anh là anh viết một hàm thôi, anh viết một class thôi rồi chạy lại class đó làm sao đâu. Vâng, thì sau này các bạn có thể đây sắp tới đây các bạn có thể học sâu về thứ Spark, manipulating hay là map reduce, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta làm vòng 1 vòng 2 như này có nghĩa chúng ta đang đang ray đang đang lazy map reduce đấy, tức là đơn giản là chúng ta đang biến đổi dữ liệu ở trên RAM để chúng tôi đang gọi là lazy map review, tức là chúng tôi thực sự chưa 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 tổng kết, chưa đưa nó xuống HDD để chúng tôi transfer sang một cái biến đổi khác nữa đấy, cho nên chúng tôi gọi là lazy map and reduce đấy. Và bạn hoàn toàn có thể xem cái này nó ở cái nó gọi là map, thì trong cái khái niệm nó gọi là lazy map and reduce spark như này, đấy thì nó cũng có một số hàm và một số cái đấy, ví dụ thế lazy đấy, evaluation and advantage này đấy. Đấy, thế thì trong cái nhóm mà như này thì chúng tôi kết hợp giữa RDD và DF đấy, thì như các bạn thấy nó không hẳn riêng gì RDD và DF, mà nó sẽ có những cái cách mà chúng tôi tạo ra cái kết hợp giữa like, share và bài viết cùng với số lượng friend đấy, đúng không ạ, để rồi kết hợp lại rồi tính toán lại lần hai, tính toán tiếp lại lần ba, có 3 lần tất cả. Vâng đấy, thì cuối cùng nó mới ra được đây third round, thì cuối cùng nó mới ra được cái thặng dư cái trọng số của cái người đó và xếp hạng bao nhiêu trên hạng 100 đấy, thì bởi vì đơn giản là khách hàng chúng tôi là có những trường hợp là có hàng nghìn friend đấy vào đấy, thì đó là bài toán thứ nhất đấy. Bài toán thứ hai là chúng tôi biến đổi những cái nhóm data thuộc về nó gọi là project, gọi là khi mà có nhu cầu giữa các cái gọi là data về 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 nó gọi là lat long của những cái quá trình mà xử lý đấy, thì chúng tôi sẽ phải đưa ra cái vấn đề nó gọi là xử lý cái nơi mà người ta di chuyển, cũng như là dự đoán xem là cái nhóm di chuyển để chúng tôi vẽ ra một con đường đấy, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có rất nhiều các cái nhóm để chúng tôi xử lý hàm đấy, hàm biến nhóm đấy, đây đây không phải cái này mà là cái này, và đấy đây chúng tôi sẽ xử lý rất nhiều hàm biến nhóm đấy, ví dụ chẳng hạn như là thế này đấy, ví dụ chẳng hạn như là chúng tôi sẽ ví dụ chẳng hạn như là xem giá trị đó có phải là số hay không này đấy, chúng tôi sẽ có gọi là suộc của cái longitude latitude này, rồi chúng tôi chuyển sang double này đấy, đúng không,
Rồi chúng tôi đấy, tức là lấy ra GPS này, rồi chúng tôi đấy chuyển lower cây này, đấy. Thế thì lấy waypoint, đấy, lấy waypoint tức là một con đường mà khi con đường cắt ngang ra thì chúng tôi sẽ chuyển sang waypoint như thế nào, đấy. Thế thì bây giờ dẫn đến tình trạng đó là khi mà dữ liệu chúng tôi chưa có, đúng không ạ? Chúng tôi chưa có thì cái công cuộc transform một để đưa vào lake nó rất là khá nặng này, tức là nó đòi phải map reduce rồi các thứ linh tinh ABC ném vào. Đấy. Rồi khi mà transform sang cái giá trị thứ hai này, đấy thì nó cũng tương tự như vậy. Tức là anh em phải đủ thành phần, đủ thời gian, ví dụ khi một con đường có đầy đủ số nhà các thứ thì chúng tôi mới ném vào warehouse để chúng tôi có thể đưa ra cái bản đồ. Đấy. Rồi remove distributed đây phải distributed mà district đấy, vâng, đấy. Ví dụ cái này nhá, nếu mà có những cái này thì đổi tên đấy, hoặc là anh em phải có một cái là aggregate đấy. Rồi tức là gần như là những cái biến đổi này thì đấy, thì như anh chị em có hỏi là thế bây giờ những cái này thì nó dùng tự động có được không? Không anh chị ạ, bởi vì là mỗi một bài toán, mỗi một business nhiệm vụ là một cái riêng đấy. Rồi, đó thì đó là bài toán thứ hai. Đấy, bài toán thứ ba đó là bài toán mà anh chị em kết hợp Raja OpenCV vào để anh chị nhận diện, đúng không ạ? Thế thì trước đây thì tôi cũng có nói các bạn đấy, tức là có những cái bài toán mà để check xem một đoạn văn có chủ đề chủ ngữ thì ở đây có đất học chấm demo này này. Đấy. Thì chúng tôi sẽ phải là tạo ra những cái con bot mà nó có thể kiểm soát ngay được nó là bài toán như thế nào. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là new reporter này, đấy. Thì trong cái new reporter này thì nó sẽ có những cái nhóm mà thành phần để cho cái hệ thống để mà xử lý, ví dụ như là khi mà bài viết đưa vào để chúng tôi phải summarize được ngay đấy, hoặc là chúng tôi phải tìm ra được là cái ai lộ với ai. Thế thì ai lộ với ai thì tôi chỉ biết lấy được một đống bài viết thôi, hoặc là chúng tôi phải gọi là keyword nó ra, đấy, gen keyword nó ra, đây tôi nói phóng to hơn, gen keyword nó ra đấy, hoặc là đơn giản tôi chỉ post search next thôi, các bạn nào làm NP cái này chắc bạn biết đúng không ạ, hoặc là tôi phải đánh giá đúng không ạ, cái evaluate để comment đấy, tức là chúng tôi phải xếp hạng nó thành 7 loại đấy đúng không ạ? Thì bây giờ làm nào để xếp hạng 7 loại như thế, thì anh chị bắt buộc phải build cho tôi một con bot API phía bên ngoài để cái đường ống này, này cái đi qua Samza và Heroin này nó sẽ móc vào API để nó biến đổi con số số lượng khối lượng to đấy nữa để thành một cái lượng data chắt lọc nó nhỏ thôi đúng không ạ? Bởi vì là nếu mà các anh chị cứ lưu cái gì cũng A4, cái gì cũng một đống như thế thì nó sẽ tốn rất nhiều bộ nhớ mà chúng ta gần như không có. Cái lake của chúng ta có thể cảm thấy tinh gọn hơn đấy, để sau này chúng ta còn làm tinh gọn nữa đúng không ạ? Cho chúng ta làm tinh gọn nữa đấy. Thì chính vì thế cho nên dẫn đến tình trạng là khi mô hình đưa ra và có thể là đưa lên ETL transform thì anh chị hoàn toàn có thể là dùng những cái điển hình có sẵn để các anh chị lọc bớt đấy, để các anh chị có thể fill map reduce đấy, cái đấy nó tinh gọn hơn đấy. Đây chúng ta sau đây chúng ta sẽ học về map reduce đây đây Spark map reduce thì anh chị sẽ thấy rằng là ồ những cái thầy nói ở trên này này, tức là tôi nói anh Tuấn Anh nói trên này thì rất là đơn giản dễ thôi, không có gì khó khăn cả đấy, hoàn toàn các anh chị có thể biến đổi đấy. Ví dụ chẳng hạn như là thế thì có rất nhiều nơi học đấy, ví dụ có thể là anh chị em dùng Spark Map Reduce Tutorial chẳng hạn đấy, ví dụ chẳng hạn như là Tutorial Point được đấy, và đây là một cái suộc nó cũng là khá là ổn đấy. Thì chúng ta sẽ đi qua một số những cái quick đấy, ví dụ chẳng hạn thế nào là lazy đúng không ạ, đấy rồi thế nào lazy đấy, thế nào map reduce đấy, rồi sau đó thì chúng ta sẽ là mở rộng hơn những cái bên trong đấy, hoặc là các anh chị vào thẳng Apache Spark đúng không ạ? Đấy, đấy anh chị có thể học cái về map reduce, riêng về map reduce thôi nhé, bởi vì cái đấy mới là cái chiếm về thời gian lớn của anh chị chứ còn đây ví dụ chẳng hạn như là data frame này đúng không? Đấy thì các anh chị cứ vào data frame này các anh chị xem này, đấy, ví dụ chẳng hạn như là đây latest release đi, đấy, latest release, đấy, đúng không ạ?
rồi programming right đấy, các anh chị đầu tiên đấy đó là học cái DRD, sau đó các anh chị học đến Spark và Data Frame đấy. Đấy, đúng không ạ? Đấy thì các chị ở đây sẽ có cách là đấy, load lên DRD Provisional Passing Function đấy. Thì sau đó thì học sang đến gọi là data frame, data set đúng không ạ? Đấy. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là data frame như nào, đấy, type thế nào đấy thì sau đây chúng ta sẽ học từng từ lần những cái như này. Vâng, đấy. Vâng đấy, thế thì ở trong cái khóa học mà chúng tôi đã nêu về cái gọi là kiến trúc và xây dựng Big Data đây ạ. Vâng. Thì các anh chị vào đất học.net, sau đó các anh chị vào kiến trúc xây dựng data, thì trong này chúng tôi đã nêu khá rõ về những cái cơ bản nhất về cài cắm, rồi learn về Scala, rồi về gọi là streaming đấy, gọi sau đó chúng ta học về basic Spark. Đúng không ạ? Rồi map reduce đấy, rồi liên quan tới cái việc nó gọi là đơn giản nhất đối với cái chuyện nó gọi là yêu với transform, RDD transform, rồi RDD basic, rồi commonly used transform đấy. Thì ở đây nó có một cái lưu ý với anh chị rằng là thực ra ở mỗi nơi người ta dạy sẽ có những cái khác nhau, và các anh chị nên có những cái tham khảo đặc trưng, tức là bởi vì đơn giản là nó không chúng ta phải không không gọi là giỏi tất cả được đấy, mà chúng ta sẽ có những cái nốt chính yếu vào đây thôi đấy, đúng không ạ? Đấy, thế còn liên quan như vậy có nghĩa là gì ạ? Trong cái nhóm mà phát triển đối map review thì anh chị có thể có câu hỏi là thế anh bảo rằng là HDFS thì cũng có thể map reduce được cơ mà. Đây. Đấy. Thế tại sao anh lại dùng Spark map reduce? Vâng. Thế thì như các bạn thấy rằng là trong cái quá trình mà chúng tôi dùng nhiều tài liệu đúng không ạ để thuyết phục. Ví dụ chẳng hạn như chúng tôi có cái việc compare speed về ổ về về storage này, speed về cái việc tốc độ này. Đấy thì như anh chị biết là so với nó gọi là speed đúng không ạ? Hadoop map reduce đúng không ạ? Spark đấy, ví dụ thế. Đây, đấy. Thì ở đây có rất nhiều nơi người ta sẽ đã compare rồi, tức là cái chuyện mà giữa cái thằng nào nhanh hơn, vì sao phải dùng thằng nào đấy. Thì tất nhiên ở đây thì tôi sẽ nói lại một chút, nói vắn tắt thôi. Đó. Thế thì có nghĩa là gì ạ? Trong cái speed và performance ấy thì cái thằng mà Spark này nó có thể nhân đến từ 40 cho đến 100 lần đối với thằng map review của thằng Hadoop đấy. Ví dụ chẳng hạn như là đối với Spark Review đấy, thế thì các anh chị có thể thấy rằng là workload đây, ví dụ chẳng hạn như thế này đấy, thì cái scale processing này đấy, hay là tỷ lệ đấy, đúng không ạ? Đấy, đây, đấy. Thì các anh chị thấy rằng là đối với cái đỏ đó là map reduce, đối với cái lớn là Apache Spark đấy, thì theo cái cấu hình như thế với trung bình tỷ lệ thì anh chị thấy rằng là cái xử lý và nó quan tâm đấy, nó cao hơn nhiều đối với Hadoop. Hadoop thì bây giờ nó lại không xử lý như thế nữa đấy, và cái mà để đánh giá một cách nó gọi là từ từ đây để tôi vạch lại một chút, để đánh giá một cách nó gọi là đúng về cái tốc độ ấy đây, thì trong data flare đấy thì nó sẽ có một cái nó gọi là thế thì khi mà làm một cái những cái bình thường đấy, ví dụ chẳng hạn như là tổng hợp speed viết vào này, set processing này, dễ sử dụng này, hoặc cache đấy đúng không ạ? Đấy, nhưng bạn xem lại 100 times faster đấy. Và cái này nó gần như dẫn đến là cái thuyết phục nhất rồi trong quá trình tất cả những cái ví dụ như cost, security hay là scheduler này. Thế thì chúng ta còn trần gì nữa, chúng ta không học cái Spark này đúng không ạ? Thế thì một số bạn có bảo thế này này, ôi anh ơi anh để như này nhiều thứ quá em hoa mắt lên được. Ví dụ chẳng hạn như này, thế thì các bạn lưu tâm như thế này, tức là bạn thấy có hai cái điểm transform, đó là transform 1 và transform 2. Bạn chỉ cần học một cái nó gọi là Spark Map Review thôi thì bạn có thể làm trọn vẹn hai cái này một cách thành công. Đấy. Bạn không cần học thêm cái gì khác nữa, ví dụ chẳng hạn như là có thể là bạn phải học thêm Python hay Java để các bạn có thể đưa đẩy những các cái chu trình này thôi. Hoặc là bạn vào thêm những cách lưu xuống parquet hay lưu xuống 2 hay là từ 2 đọc lên đúng không ạ? Hay là bạn 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 học thêm một cái đó là cài Presto hay là
Impala thôi, để distribute cái query ra thôi. Đấy. Thế còn những cái còn lại như này, đối với data engineering thì gần như 90% tôi dùng Spark. Đấy. Ví dụ như tất cả những gì code từ trước tôi chia sẻ, đấy, đúng không ạ? Đấy. Đấy thì theo thông lệ thì chúng tôi đã yêu cầu các bạn đã cài IntelliJ như clip 1 chúng tôi đã nói rồi đấy, IntelliJ. Và trong IntelliJ này thì các bạn cứ mở default cái dự án mà chúng tôi share ra đấy. Thì các bạn lưu ý nhé, bởi vì mỗi một cái IDE và một cái hệ thống thì đều có những các cái cách làm việc riêng đấy, cho nên là ở đây thì tôi thấy rằng các bạn có thể dùng ngay cái bot data database Spark này mà chúng tôi đã share new window đi, để chúng ta có thể thực hành luôn đấy. Thế thì bởi vì là thế này, chúng ta học map reduce thế thì sẽ có hai cái cơ chế, một là cơ chế nó gọi là anh chị em sẽ gọi là lazy, hay nó gọi là map reduce trên RAM đấy. Vâng đấy, thì khi đó thì chúng ta đang có thể là làm tất cả những câu map reduce thông thường, và ở đây chúng tôi chủ yếu là dùng data frame đấy. Thì trước khi chúng ta đi sâu vào những cái chi tiết liên quan tới guide là cái gì, data frame là cái gì, thì bây giờ chúng ta làm những cái operation đơn giản nhất đi nhá. Đơn giản tức là tạo project và tạo ra các cái Spark Context đấy. Ở đây các anh chị nghĩ đơn giản đó là một cái object để chúng ta xử lý cái đối tượng dữ liệu lớn thế thôi. Nào, thế bây giờ khi tạo project thì các anh chị lưu ý là trước khi xong khi tạo project đấy thì các anh chị sẽ có một cái là người ta sẽ nói là ở Scala đúng không ạ? Thì các anh check chị check vào Scala của tôi đấy, và của Scala và có SPT đấy. Thì tất nhiên là có thể cái này anh chị chưa cài thì các anh chị sẽ phải vào tool và Windows và cài Scala lên đây. Ví dụ chẳng hạn các anh chị có thể là cài tool đấy, ví dụ chẳng hạn như là cái này là có Scala rồi. Anh chị đợi một chút nha, để tôi vào xem cái nó gọi là store hay là setting đấy. Vâng đấy, thì các anh chị vào trong plugin đấy và các anh chị search cho tôi là Scala đã cài chưa đấy nhá. Các anh chị vào file này, setting này, Scala đã cài chưa, cài rồi thì ok đấy. Thì sau đó anh chị tạo project thôi đấy, nếu mà anh chị muốn dùng làm riêng một project mới, và anh chị chọn Scala và SPT đấy. Và các anh chị lưu ý nhé, hiện tại bây giờ chúng tôi đang dùng những các cái thư viện và gói thuần chủng đấy, và với những cái nhóm thư viện bất thư thư viện theo cái chuẩn đấy của Scala 2.4 thì ở đây Spark 2.4, cho nên cho nên là ở đây chúng tôi sẽ lưu ý các anh chị dùng Scala version 1.21.8 đấy, finish, và SPT thì vâng cái này cũng được đấy, và chú ý các anh chị dùng JDK 1.8 nhé. Vâng, thì trước khi cài JDK thì các anh chị đã có rồi đấy, Java rồi. Thế thì để mà hiểu rõ hơn là cái cách cài cắm về IntelliJ và JDK thì các anh chị nên vào cái thư viện video project cũ của tôi đấy. Ví dụ chẳng hạn tôi sẽ phát đây nhá, thì sẽ có cái nó gọi là bot data năm đây này đấy, thì ở đây sẽ nói nêu rõ cho anh chị đây IntelliJ. Đấy, IntelliJ đấy, rồi rồi Java SDK đấy, IntelliJ Java SDK đấy. Thì ở đây sẽ gợi ý anh chị là cài thế nào, mở ra rồi cấu hình project như thế nào. Đấy, cài thế nào, mở ra cấu hình project như thế nào. Đấy, và cấu hình JDK thế nào. Đấy, cấu hình bla 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 thì anh chị xem lại nhé. Và đấy. Ok, thì cứ coi như là anh chị đã có cái này rồi. Thì 2.1 để anh chị chọn project test. Đấy, đúng không ạ? Project test, và chú ý chọn JDK 1.8 finish đấy. Thì anh chị chạy mở new window đi đấy. Thì khi mới ra này thì nó sẽ cấu hình 1.8 rồi Scala rồi bla 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 lên đấy. Thì sau khi đó thì anh chị sẽ tạo một cái đây ạ. Tôi phóng to lên, tôi có để kệ các bạn này đây đây. Thì tôi sẽ có một cái như này đây để cho vừa mở hai cửa sổ một lúc đấy. Thì sau đó thì anh chị tạo một cái bot data đấy, và anh chị sẽ bị hỏi là hai cái thư viện này đấy, đúng không ạ? Thì khi đó các anh chị phải chuột phải vào cái project này đấy, và anh chị gọi là file và project structure đấy, project structure đấy. Thì trong project structure này thì sẽ có cái vấn đề gọi là anh chị check cho tôi ba cái: một là global library, hai là SDK, thứ ba là project module đấy. Global library nhé, SDK nhé, Project Module nhé. Đấy.
Rồi, đấy thì đó là cái mà anh chị cần quan tâm. Đấy. Ok. Đấy, đó là cái mà anh chị cần quan tâm về push module. Okay. Thì cái này nó đang tạo thì thôi cứ để nó tạo. Vậy, đấy vẫn đang xin sinh thôi kệ nó. Nào chúng ta lại quay sang cái này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào project structure đấy để thực hành để chuẩn bị thực hành đấy, nó cũng lủng củng này. Nào SDK anh chị chắc đã có 1.8 chưa? Chưa có thì anh chị trỏ vào cái folder SDK của anh chị. Global Library có Java Scala 1.12.8 chưa? Chưa có đấy. Thì quan trọng nhất thứ hai đó là vào library. Anh chị hoàn toàn có thể lấy org spark nhé. Core này 2.4.4 cho Scala 2.11. Đấy, cho nên vì thế cho nên chúng tôi lại bảo là anh chị làm sao anh chị lấy Scala 2.11 vào để tích hợp với IntelliJ để làm. Đấy. Và Spark SQL đấy thì các anh chị lấy như sau, các anh chị vào new đấy, các anh chị vào format đấy. Và anh chị search cho tôi đấy org.apache.spark đấy đúng không ạ? Thì anh chị enter thì nó sẽ tự động tìm nó trích xuất Maven về để chúng nó làm đấy. Thì sau khi trích xuất ổ rồi thì các anh chị sẽ chọn cho tôi đúng cái core này gạch dưới 2.11 đúng version nhé, cái này hơi khó đấy. Vâng đấy. Đấy, vâng, đây, ok, đây, xong cái này xong rồi đây, đấy, thì khi xong rồi ấy, thì cái project của nó sẽ hiện ra những cái như này, đấy, nó sẽ hiện ra là, đấy, suộc và main, đấy, thì tại đây thì các anh chị có thể tạo ra một cái new Scala class, đấy, được chưa? Và nó giống cái class kia của anh chị, đấy. Ví dụ chẳng như là anh chị test một này, cái này thì nó không đúng theo như của Java đâu đấy, và các anh chị có thể là copy cái class này của tôi vào đấy. Đấy thì sau khi class vào thì sao nó bị lỗi rồi đấy, thì anh chị phải 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 gọi là project structure đấy, tương tự như vậy kìa. Đấy, đầu tiên các anh chị check global SDK có chưa, library đấy, cái này chưa có thì các anh chị phải maven theo đúng như cái library kia của tôi đấy. Ok, thì khi xong rồi ấy, thì nó cái gói này sẽ được giải thích như sau này. Đầu tiên là xử lý xem là giải thích ra cái object spark object đấy. Thì như các anh chị biết là đối với spark anh chị là MapReduce, tức là nó đứng ở trên cái lõi của cái thằng HDFS rồi, cho nên dẫn đến tình trạng nó gọi là khi các anh chị muốn làm một cái gì đấy ở trên này thì nó sẽ coi như là phải có một cái context đấy đúng không ạ? Thì đây chính là cái khai báo context đấy, và đây tiếp nó chính là những khai báo mà anh chị phải làm để mà mở rộng môi trường xung quanh. Ví dụ chẳng hạn như là bộ nhớ đệm bao nhiêu, xử lý lõi bao nhiêu, cái format zip data như thế nào đấy. Và đây là cách anh chị khai báo một hàm, các anh chị lập trình các anh biết rồi, hàm tức là cách xử lý nhanh của một cái vấn đề gì đó đấy. Thì chúng tôi đã có ba hàm, được việc hàm detect phone này, hàm biến đổi các thứ thành thành số này đúng không ạ, hàm tìm ra covid name này đấy. Thì sau đó nhé, sau đó bắt đầu chúng ta mới import lấy dữ liệu từ tiên vào đấy. Thì như anh chị thấy trong cái quy trình pipeline này, chúng ta thấy spark có ở đây, transform lần thứ nhất, sau khi vào lake rồi spark lại có thể lấy ra transform lần thứ hai đấy. Thì các anh chị mới đặt câu hỏi là thế những cái câu lệnh transform nó là ở đây. Vâng, đây. Đây là những cái đơn giản nhất rồi. Đây đây ví dụ. Đây, đây nó là đây những cái đơn giản nhất. Ví dụ đơn giản là gì? Tức là đầu tiên các chị select cho tôi. Đấy. À, với tất cả những người là member đúng không ạ? Rồi các chị show. Đấy, ví dụ thả hạn nhận đây cho tôi tự chạy cái này. Để có chạy được không? Thì đơn giản là trong quá trình chạy như này thì Spark nó tự tạo ra một cái daemon, tức là một cái máy của riêng của nó. Vâng, và nó cũng tương tự như các anh chị chọn tạo dựng máy 11 máy 12 nó đều như thế đấy. Thì đơn giản nó đang bị cái là nó không tìm thấy gói dữ liệu này đấy, thì không sao, để chúng tôi thử xem là nó có cái gói dữ liệu của COVID-22 không nào. Đây ví dụ như anh chị muốn xem cái này nó ở đâu nhé, thì anh chị có thể là đây bot data, đây các anh chị đưa vào chỗ vào đây, thì sẽ là project này bot data daily apple 4 này, daily apple 4 đấy. Thì các anh chị phải vào đây xem là có đúng cái gói đấy của chúng tôi ném ra không. Đây daily apple 4, daily apple 4 data, à nó chỉ có covid thôi đúng không. Đây thì chúng tôi sẽ mở cái covid ra đây đúng không ạ. Các bạn comment nào đi thì các bạn xem sử dụng câu lệnh đơn giản thôi đấy, ví dụ chẳng hạn như là select này. Thôi bây giờ không select nữa mà chúng tôi sẽ sprint luôn 300 đây đúng không ạ.
Đấy. Thì cái cách mà ban đầu dự kiến cấu hình này, viết hàm đơn giản này, load một file và hiện lên. Đấy, ví dụ thế. Thì đây là những cái cách mà chúng tôi làm biến đổi nó multithread. À đấy đúng không? Các bạn bảo ơ thế này khác gì SQL rồi các thứ ABC đây không, nó khác đấy anh chị vào cho tôi cái nó gọi là visualize để monitor đấy, đúng không ạ? Đây nhá các anh chị xem nhá, khi tôi bật cái Spark lên thì bao nhiêu luồng nó đi nhá, nó khác với cái cách mà truy vấn và biến đổi của SQL đấy. Đấy nào, đấy các anh chị thấy chưa, nhiều luồng nó xử lý luôn. Đây đây, đây nó gọi là multithread xử lý, và đến khi xong thì nó lại hạ xuống. Đấy, đến khi xong nó hạ xuống. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Đây là cái cách mà xử lý đa luồng. Vâng. Cho nên là đó là lý do tôi dạy các anh chị truy vấn này, biến đổi này, lưu trữ xuống này và xử lý đa luồng bằng Spark. Đấy. Thì ngoài ra là nó không những phải là select không đâu mà data frame làm giùm nhiều lắm đấy. Nào thì ở đây đây chỉ là cơ bản thôi, ví dụ như là select để tạo thêm column này, order by, distinct, aggregate này. Ngoài ra còn chúng ta còn làm thêm những cái nữa đúng không ạ? Đây ví dụ chẳng hạn như là thì các anh chị học thêm đây ạ. Ví dụ chẳng hạn như là đây, ví dụ chẳng hạn như là aggregate này, operation này, distributed engine này, đấy. Ui rồi. Đây này. Đấy, tạo data frame này, untie data set thế nào, type và untype như thế nào này, đấy running SQL này, đấy ui rồi. Đấy. Có nhiều cái nhóm lệnh như này các anh chị cũng dùng nhé, Scala hoặc là Python dù tùy. Đấy còn tôi đấy, tôi đang dạy cho anh chị là dạy dùng Scala đấy. Vâng. Thì đây là những cái cơ bản, chúng ta có thể mở rộng hơn thì chúng ta xem tiếp phần sau. Đấy.